Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trời ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tip đồ ăn cực kỳ dễ làm luôn, mà đẹp da này, đẹp dáng này, healthy giảm cân, rồi là phù hợp cho những bạn mà đang tập yoga, tập gym cực kỳ tốt luôn nha. Thì trước mắt mình đây đang là ngũ cốc Ganoderma. Cái ngũ cốc này thì bao gồm rất nhiều hạt dinh dưỡng, cung cấp các vitamin khoáng chất cho cơ thể mà không gây mập nha, như là hạt điều nè, hạt bí, hạnh nhân đó. Rồi là mình sẽ đi cùng với táo, thì mọi người không thích táo có thể là dâu, kiwi tùy mọi người nha, và sữa chua không đường hoặc có đường, và mật ong thì tùy ai muốn sử dụng thay đường thì mình có thể cho một chút mật ong nhé, cho ngọt ngào đó. Và hạt chia, mình rất thích hạt chia bởi vì nó giàu sắt này, omega 3 quá tuyệt vời, không có lý do gì để mình không sử dụng hết. Đối với ngũ cốc thì mình cần hai muỗng nha mọi người, đây mình sẽ múc ra như vậy, hai muỗng ngũ cốc. Sau đó mình dùng táo, táo này mình cắt sẵn rồi. Mọi người không ăn táo thì mọi người có thể chuối hoặc là dâu, kiwi tùy mọi người. Sữa chua, sữa chua không đường. Và mình sẽ cho một chút mật ong nhé mọi người. Đó, vậy là chúng ta đã có một món đồ ăn rất là healthy, tốt cho sức khỏe, giảm cân và đẹp da nữa nha mọi người. Quá cực kỳ là nhanh luôn, mà ăn thì lại tốt sức khỏe nữa. Mình sẽ thử cái thành quả của mình nha. Rất là dễ ăn, có cảm giác healthy, nhẹ nhàng. Thì đây là một món ăn rất là tốt, mọi người hãy thử nha. Bây giờ mình sẽ cho thằng em của mình là đang học tập gym ăn thử cho mọi người. Bác ơi thử đi đó. Gì? Thử đi. À, món này gì á? À, đây là một cốc ba mươi ba theo thi. À, em thử đi. Giờ đang rớt một anh nào đó. Em thấy sao? Đi ăn. Đi ăn đúng không? Em quay ra nói với mọi người là nói như nào. Rồi bây giờ ngon đi thẳng rồi là thì ăn đang đi nào rồi. Có gì đậm trắng cái gì? Cái gì cục cục đây? À, mày một quả táo vào luôn á. Thì tao đây là cái mấy gì bé 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 là gì nữa mọi người? Đó là hạt cốc Danona, bao gồm hạt tròn, hạt nhân, hạt hạt dưa. Nó chưa phù hợp với tập gym nha đó. Phải đâu đúng không? Mọi người hãy làm cho mình một cái món ăn như thế này để tốt cho sức khỏe, giảm cân, đẹp da đẹp dáng cho mọi người. Cảm ơn mọi người.